Con lấy 9 bên sợi lại 10 phương sư Phật 10 phương con lạy Phật Thích Ca Mâu Ni, con lạy Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát. Con cũng thỉnh lễ Hòa Nghiêm Tam Thánh, con cũng thỉnh lễ Ngài Kiều Trấn Như, lạy Ngài Át Nan Tôn Giả, lạy Ngài Ca Diết Tôn Giả, lạy Ngài Đại Hữu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Con cũng thỉnh lễ Tây Phương Tam Thánh, lạy Đức Phật A Di Đà, lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, lạy Đại Thế Chi Bồ Tát. Con cũng thỉnh lễ Đông Phương Tam Thánh, lạy Đức Phật Giới Sư Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Đại Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Linh Sơn Hội Trưởng Phật Bồ Tát, Quan Độ Ân Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Kim Cang Tứ Đại Thiên Vương, Ngài Vi Đà Hộ Pháp, Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ. Được ơn chư thiên giáng ngự nơi đây, lạy 83 cõi trời hộ pháp thường trụ tam bảo, ngày lành tháng tốt, ngày bùn tháng tiền, vạn tâm thành chí thiết chí thành, thăng khám một lòng, đinh ninh một dạ, lạy Phật Pháp Tăng. Nguyện đem công đức này hồi hướng, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân dân thế giới an lạc hòa bình. Tiêu tai nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh tất tổ kỳ huyền bách gia trăm họ, họ Nguyễn Khắc, họ Nguyễn Văn, họ Nguyễn Như, họ Nguyễn, họ Bùi, họ Phạm, họ Trương, họ Vũ, họ Hoàng, họ Chu, họ Trần, họ Cấn, họ Đặng, cả họ Linh, họ Lê, họ Hà, họ Cao, họ Kiều, họ Mỏ Đăng, họ Đỗ, họ Trừ, họ Cùng, họ Quất, họ Thi, họ Triệu, họ Võ, họ Linh, bách gia trăm họ, tiền chùa chủ thập nhiên là cô nhà quý a sa phảng phất nơi đây, và các văn gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc án à ma ni bá ra mi hôm à. Nam mô a di Đà Phật, con Nam mô a di Đà Phật. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phát khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, đời giữ đạo theo tự tính làm lành, pháp rơi chung sinh Phật từ gia hộ, Bồ Đề kiên cố chi tu học vững bền, xa về khổ nguồn mê quay về bờ xa. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp Vương Vô Thượng cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy y chọn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, sừng dương cùng tán thán, nước khiếp không cùng tận, Phật chúng sanh thánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đê trầu bí đạo sàng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân còn ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy. Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới, qua hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp điển thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đường lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,
thánh tịnh đại hải trung bồ tát lữ hương xạ liền pháp rơi mầm mần chư phật nải hồi khất diệu văn tùy sư kết tưởng văn thành ý phường ân chư phật hiện toàn thân nam mô hương văn cái bồ tát nam mô hương văn cái bồ tát nam mô hương văn cái bồ tát ma ha tát nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật đầu quyển tử vi đạo tràng sám pháp quyển thứ năm đầu quyển năm tỷ viên quả tử vi thâm kham thường thanh qua hồng thủy a đề dạng hiện chi lòng nhãn kham cúng giảng yếm a la quả thế vô sâm bà la môn tiền nhân thần hiến liền đại thượng nam mô phổ hiền vương bồ tát nam mô phổ hiền vương bồ tát nam mô phổ hiền vương bồ tát ma ha tát tịnh nhã ngũ nhãn chỉ từ tôn khách khách hiện quang minh chỉ diệu tướng khai ngũ thừa chỉ giáo hải lạng lạng duyên bát nhã chỉ huyền âm ngũ thập ngũ vị chỉ thánh hiện niệm niệm bồ đề quả mãn ngũ căn ngũ lực chỉ đại sĩ trần trần giải thoát nhân duyên quy y các tăng trưởng phước thiện lễ niệm các nàn tiêu tội cấu tịnh niệm bất động cảm nhi tại tướng nguyện tứ từ quang chứng tình tu phụng thượng thai phụng cầu sám hối đệ tử đẳng phật tử thanh tùng minh đức thành phật tử thùy dương diệu đức văn tu kiến tử bi đạo tràng sám pháp kim đường đệ ngũ quyển nhập đàn duyên khởi cần bị hương đăng quả bình phỉ cúng chân tu phổ phụng chư phật thánh hiển xưng dương hồng danh bảo hiệu thể tảng lễ bái phát lộ đầu thành thiết miệng cầu sám môi đệ tử đẳng phật tử thanh tùng minh đức thành phật tử thủy dương diệu đức phát tùng tích lụy kiếp trực trí kim sinh mê ngũ ẩn chi khứ lại tùy ngũ trực chi lưu chuyển ngũ dục anh triển ngũ trần giao tế ngũ nghịch vị trừ nhân khởi ngã ai tăng chi niệm ngũ pháp vì ngộ tăng tự tha phiền não chi tình nhân duyên ký dĩ vô sai quả báo thật nan đào tỷ kim tắc pháp trung kiện thành chi trí các khai giải thoát chỉ môn quy y ư đại viên cảnh trung tẩy định ư bồ đề hải nội tình ý như từ phật tất hai lần ngưỡng câu hồng tử minh huân gia bỉ phật thân thanh tịnh tở lưu ly phật diện do như mãn nguyệt hy phật tại thế gian thường cứu khổ phật tâm vô sứ bất tử bi khải vận tử bi đạo tràng sám phát nhất tâm quy mạng tam thế chư phật nam mô quá khứ tỳ bà thi phật nam mô thi khí phật nam mô tỳ xá phù phật nam mô câu lưu tôn phật nam mô câu na hàm mâu ni phật nam mô ca diếp phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô đường lai hạ sinh di lặc tôn phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chương thứ 9 giải oan thích kiết. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng hiểu rõ tất cả chúng sinh đều có oán thủ với nhau. Vì sao mà biết? Vì không có oán thủ thì không có ác đạo. Nay ác đạo không dứt ba đường còn mãi, nên biết oán thủ không bao giờ cùng tận. Kinh dạy rằng hết thảy chúng sinh đều có tâm, vì có tâm nên đều được làm Phật. Nhưng chúng sinh tâm tưởng điên đảo, tham đắm thế gian, không biết lối ra, cứ vun trồng gốc khổ não, bồi đắp cội oán thủ, sở dĩ phải luân hồi ba cõi, qua sáu đường xả thân lại thọ thân, không bao giờ cùng tận. Vì sao vậy? Vì dạy chúng sinh từ vô tỷ trở lại cho đến ngày nay mê muội mãi mãi, vô minh che lấp nước ái nhậm chìm, nên khởi ra ba độc căn, khởi ra bốn điên đảo, từ ba độc căn đấy sinh ra mười phiền não. Ý nơi thân kiến khởi ra ngũ kiến, ý nơi ngũ kiến khởi ra 62 kiến, ý nơi thân khẩu ý khởi ra 10 hạnh ác, thân sát đạo dâm, miệng vọng ngôn, ỷ ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu, ý tham sân si, tự mình làm 10 điều ác, dạy người làm 10 điều ác, khen ngợi người làm 10 điều ác. Như vậy, ý nơi thân khẩu ý khởi ra 40 điều ác, là ý nơi 6 căn, tham đắm 6 trần, hơn nữa là mở rộng cự ác cho 84.000 trần lao xâm nhập. Trong khoảng một niệm khởi ra 62 kiến chấp, trong khoảng một niệm tạo đủ 40 điều ác, trong khoảng một niệm khởi ra 84.000 trần lao, huống chi nữa trong một ngày thì khởi ra biết bao tội ác, huống chi nữa trong khoảng một tháng khởi ra biết bao tội ác, huống chi nữa trong khoảng một năm khởi ra biết bao tội ác, huống chi nữa chúng thân lịch kiếp khởi ra biết bao tội ác. Tội ác như vậy vô lượng vô biên, oán thủ theo nhau không bao giờ cùng tận. Những chúng sinh đồng sinh với ngu si, vô minh che lấp trí huệ, phiền não che lấp tâm tánh, chúng sinh không tự biết điều, tư tưởng điên đảo, không tin lời kinh, không tin lời Phật, không biết giải oan, không trông giải thoát. Chúng sinh tự gieo mình vào đường ác như phủ du tự gieo vào đèn sáng, nhiều kiếp mê muội chịu vô lượng khổ. Giả sử nghiệp báo hết rồi, được trở lại làm người thì người ác như thế chọn không cải cách, nên thánh nhân phải sinh tâm thương xót. Như vậy chỉ có chúng sinh có thủ án với nhau mà ra. Chúng con đã phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát Đạo, thấy Bồ Tát Ma Tát lấy việc cứu khổ làm tư lương, lấy việc giải oan kết làm yếu lạnh. Bồ Tát không xả bỏ chúng sinh mà lấy việc cứu khổ, chịu khổ như thế cho chúng sinh làm nền tảng. Chúng con ngày nay cũng phải như vậy, phải khởi tâm dũng mãnh, khởi tâm từ bi, đồng tâm với tâm Phật, nương nhờ Phật lực dựng khoan đạo tràng, đánh chống cam lồ, cầm cung trí huệ, nắm tiền kiên cố, nguyện vì hết tẩy thứ sinh lục đạo oán thù ba đời, cha mẹ sư trưởng lục thân quyến thuộc mà cởi mở oán thù. Những oán thù đã kết đều xa bỏ, những oán thù chưa kết rốt ráo không kết nữa. Nguyện xin chư Phật chư Bồ Tát đường dùng từ bi lực, dùng bổn nguyện lực, dùng thần tâm lực, đồng tâm ra che chở chiết phục nhiếp thọ, làm cho vô lượng oán thủ ba đời từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật cởi mở sạch hết, không còn oán kết trở lại, hết thảy khổ não hoàn toàn đoạn trừ. Cùng nhau chí tâm một lòng tha thiết đầu thành cảnh lễ Tam Bảo, nguyện xin thế cho hết thảy chúng sinh trong bốn loài sáu đường oán thủ ba cõi, nguyện xin thế cho cha mẹ sư trưởng hết thảy bà con quyến thuộc mà quy thế gian đại tử bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thiện Ý Phật, Nam mô Ly Cấu Phật, Nam mô Nguyệt Tướng Phật, Nam mô Đại Danh Phật, Nam mô Châu Kế Phật, Nam mô Oai Mãnh Phật, Nam mô Sư Tử Bộ Phật, Nam mô Đức Thọ Phật, Nam mô Hoan Hỷ Hoan Thích Phật, Nam mô Huệ Tụ Phật, Nam mô An Trú Phật, Nam mô Hữu Ý Phật, Nam mô Ương Già Đà Phật, Nam mô Vô Lượng Ý Phật, Nam mô Diệu Sắc Phật, Nam mô Đa Trí Phật, Nam mô Quang Minh Phật, Nam mô Kiên Giới Phật, Nam mô Cát Tường Phật, Nam mô Bảo Tướng Phật, Nam mô Liên Hoa Phật, Nam mô Na La Diên Phật, Nam mô An Lạc Phật, Nam mô Chí Tích Phật, Nam mô Đức Kình Phật, Nam mô Kiên Dõng Tinh Tấn Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Huệ Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Tân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy đảm bảo tất cả oán thù như vậy, nay ở trong lục đạo, những người đã chịu trả báo, nguyện xin nhờ Phật lực, pháp lực, hiển thánh lực khiến cho chúng sinh ấy đều được giải thoát. Hoặc có chúng sinh nào ở trong lục đạo đang chịu trả oán hoặc chưa chịu trả oán, nguyện xin nhờ Phật lực, pháp lực, hiển thánh lực
khiến cho chúng sinh ấy hoàn toàn không trở lại trong các đường ác nữa, hoàn toàn không còn ác tâm đến với nhau, hoàn toàn không có làm độc hại khổ sở nhau nữa, tất cả đều xả bỏ, không còn phân biệt oán thân nữa, tất cả tội lỗi đều được tiêu trừ, tất cả oán thù đều được giải thoát, cùng nhau đồng tâm hòa hiệp như nước với sữa, tất cả đều được hoan hỉ như ở sơ địa, thọ mạng vô cùng, thân tâm an lạc mãi, tùy ý sinh lên thiên cung hay vãng sinh về tịnh độ, tưởng ăn, tưởng mặc có mặc, không còn nghe oán thủ đấu tranh nữa, thân không bị sự biến diệt xâm lăng, tâm không bị ngoại trần mê hoặc nhiễm trước, là điều lành tranh nhau nhóm họp, điều ác tranh nhau tiêu tan, phát tâm đại thừa tu đạo Bồ Tát, tứ đẳng lục độ đầy đủ, xả bỏ quả báo sanh tử, đồng đăng đạo tràng, thành bậc chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng biết cái gì là nguồn gốc của oán thủ đau khổ, chính là mắt tham sắc, tai tham tiếng, mũi tham hương, lưỡi tham vị, thân tham xúc tế nhị, nên chúng sinh thường bị năm ngoại trần ràng buộc, nhiều kiếp ở trong đêm dài mờ mịt không được giác ngộ và giải thoát. Lại nữa, sáu dòng bà con tất cả quyến thuộc đều là nguồn gốc oán thủ ba đời của chúng ta vậy. Tất cả oán thủ đều do thân nhân khởi ra, nếu không có thân thì không có oán. Vậy ly thân tức là ly được oán. Vì cớ gì vậy? Mỗi người ở một xứ cách xa tha hương như thế thì trọng không thể sinh tâm oán hận. Tâm oán hận sinh ra đều do thân cận với nhau, vì ba gốc độc tham sân si nên xúc não nhau, vì xúc não nhau nên phần nhiều là sinh tâm oán hận. Sở dĩ bà con thân thích hay trách lẫn nhau, hoặc cha mẹ trách con, hoặc con trách cha mẹ, anh em chị em hết thảy đều trách lẫn nhau và hiểm hận lẫn nhau, có gì không bằng lòng liền sinh tâm giận dữ. Nếu giàu sang vô quý thì nhìn bà con đua nhau đến xin, khi nghèo thiếu thì không ai để ý. Lại nữa, càng xin càng lấy làm thiếu, càng được càng lấy làm không đủ, trăm lần xin trăm lần được cũng không lấy làm ơn, hồi không vừa lòng là trở lại giận hờn, từ đó đã bắt đầu lòng ôm ác niệm, những nghĩ tìm cách cố ý kết thù liên tọa đời đời không thôi. Suy ra mà biết oán thủ ba đời thật không ai xa lạ, đều là bà con thân thích quyến thuộc chúng ta cả. Vậy nên biết quyến thuộc là nhóm oan gia, chúng con không thể không hết lòng ân cần sám hối, chí tâm đầu thành cảnh lễ tam bảo, nguyện vì từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp ở trong sáu đường đã kết oán thủ cùng nhau, hoặc là oán thủ hoặc không phải oán thủ, hoặc khinh hoặc trọng, hôm nay ở trong đường địa ngục, đường ngạ quỷ, đường súc sanh, đường Atula, hay ở trong nhân đạo, hoặc ở trên các cõi trời, hoặc ở trên các loài tiên, hay ở trong vòng bà con quyến thuộc của chúng con. Như thế, những người oán thù và quyến thuộc của các người ấy trong ba đời, ngày nay chúng con tên là Phật tử Thanh Tùng Minh Đức Thanh, Phật tử Quỷ Dương Diệu Đức Pháp, xin đem tâm tử bi, tâm không phân biệt oán thân, tâm như tâm Phật, nguyện như nguyện Phật, xin thay thế hết tẩy chúng sanh ấy mà quy thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bản Đức Phật, Nam mô Bảo Tích Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Điện Vương Nghệ Phật, Nam mô Bát Tự Tại Phật, Nam mô Thanh Văn Nghĩa Phật, Nam mô Lò Tuyết Tự Phật, Nam mô Kim Cang Nước Phật, Lợi Ích Phật, Nam mô Tu Ý Thần Tâm Phật, Nam mô Ly Ám Phật, Nam mô Ba Liên Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Chứng Minh Phật, Nam mô Bảo Tạng Phật, Nam mô Cực Cao Hành Phật, Nam mô Đề Sa Phật, Nam mô Châu Sắc Phật, Nam mô Đức Tán Phật, Nam mô Nhật Nguyễn Công Minh Phật, Nhật Nguyễn Minh Phật, Nam mô Nhật Minh Phật, Nam mô Tinh Tú Phật, Nam mô Sư Tử Tống Phật, Nam mô Di Lam Vương Phật, Nam mô Phật Tạm Phật, Nam mô Di Ông Cái Bồ Tát, Nam mô Tịnh Căn Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Tâm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là vì như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo nguyện xin nhờ Phật lực pháp lực đại địa Bồ Tát lực hết thảy hiển thánh lực khiến cho cha mẹ bà con chúng con trong sáu đường, nếu người nào có quán thủ và quyến thuộc các người ấy đều đồng thời vân tập đến đạo tràng này cùng nhau sám hối tội đời trước giải các oan thủ đã hết. Nếu người nào thân hình bị câu thúc trở ngại không thể đến được ngày nay, xin nhờ thần lực của tam bảo thấu nhất tinh thần của các người ấy khiến họ đến được đạo tràng, đem lòng từ bi tạo lãnh sự sám hối của chúng con ngày nay, nguyện mong giải thoát hết thảy oan thủ. Đại chúng trong đạo tràng đều nên tâm niệm miệng nói lời này, chúng con tên là Phật tử Thanh Tùng Minh Đức Thanh, Phật tử Thủy Dương Diệu Đức Pháp, từ vô thủy khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, đối với cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, chú bác cô dì quyến thuộc nội ngoại, vì gấp ba độc khởi ra mười nghiệp ác, hoặc vì không biết
hoặc vì không tin, hoặc vì không tu, bởi vô minh che lấp trí huệ nên sinh ra oán kết đối với cha mẹ, bà con, cho đến cả lục đạo cũng có oán thù. Những tội như vậy vô lượng vô biên ngày nay sám hối, nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì giận hờn, hoặc vì tham ái, hoặc vì ngu si do ba cốc ba độc mà tạo ra các tội tội ác như vậy vô lượng vô biên hổ thẹn sám hối, nguyện xin xả thí hết. Lại nữa, từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì ruộng vườn, hoặc vì nhà cửa, hoặc vì tiền của mà sinh ra nghiệp oán thù đối với bà con cha mẹ, đem tâm sát hại đủ điều, những tội sát ấy không thể kể xiết, sinh ra oán thù không bao giờ hết. Ngày nay hộ thẹn tỏ ra sám hối, nguyện xin cha mẹ sáu dòng bà con hết tẩy quyến thuộc đem lòng từ bi cho chúng con sám hối, xả bỏ tất cả tội lỗi, không còn tâm oán hận nữa, cho đến trộm cắp tà xâm vọng ngữ tập ác ngũ nghịch, chúng con đều làm có làm cả vì vọng tưởng điên đảo phan duyên các cảnh tạo ra hết tài tội. Những tội như vậy vô lượng vô biên đối với cha mẹ mà khởi ra, hoặc đối với anh em chị em mà khởi ra, hoặc đối với cô dì chú bác mà khởi ra, từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay đối với lục thân quyến thuộc mà khởi ra tâm oán thù. Những tội như vậy vô lượng vô biên, tội nhân quả không biết thế nào là quả báo, như là phải trả báo, chư huynh phạt kiếp số lâu mau, oán kết nhiều ít thì có hết tẩy, chư Phật chư đại Bồ Tát trong người phương mới thấy hết. Như chỗ chư Phật và Bồ Tát đã thấy, đã biết tội lượng nhiều ít, oán thù bao nhiêu, thời gian dài ngắn, đến đời vị lai mới thọ lãnh sự trả thù ấy. Ngày nay chúng con rất hổ thẹn, nghẹn ngào đau khổ, tự trách tự hối, xin cải ác tùng thiện, không dám làm nữa. Nguyện xin cha mẹ bà con quyến thuộc tất cả thân nhân đến tâm nhu nhuyễn, tâm điều hòa, tâm lạc thiện, tâm hoan hỷ, tâm hòa hộ, tâm như tâm Phật, cho chúng con tên là Phật tử Thanh Tùng Minh Đức Thanh, Phật tử Thủy Dương Diệu Đức Toát sám hối, xả bỏ tất cả tội lỗi cho chúng con, không tưởng đến oán thần nữa. Lại nguyện xin cho cha mẹ bà con quyến thuộc tất cả quyến thuộc nếu có bị oán thù trong lục đạo, nguyện xin tất cả chúng sinh trong lục đạo đồng chung xả bỏ oán thù, hết tẩy oán thù trong ba đời nhất thời hết sạch, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, vĩnh biệt tam đồ, tuyệt bốn ác thú, tất cả đều hòa hợp như nước với sữa, tất cả đều không chướng ngại như không rộng rãi, hằng làm bà con Phật pháp quyến thuộc tử bi, mọi người đều tu tập vô lượng trí huệ, thành tựu tất cả công đức sóng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ tu Bồ Tát đạo, không biết mỏi mệt, tâm đồng như tâm Phật, nguyện đồng như nguyện Phật, được pháp tam mật của chư Phật, đủ năm phần pháp tân, cứu cánh vô lượng bồ đề, thành bậc chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã giải oan kết với cha mẹ rồi, thứ lại giải oan kết với sư trưởng, từ bậc đại thánh trở xuống, tâm thế chưa được hoàn toàn viên tịch, vô minh pháp nhân còn bị ba tướng tiền diệt, ở địa vị đẳng giác rồi, Phật còn phương tiện dùng lời khổ khắc để cho chúng sanh ác nhân ác độc nhân đó mà ngộ đạo, bậc minh đức giáo hóa chúng sinh còn có lời khắc khổ ấy, huống chi là phạm phu cách biệt cảnh thanh tịnh, làm sao khỏi oán. Nay thiện ác còn phức tạp, minh bạch chưa phân, làm sao tránh khỏi sự sai lầm của tam nghiệp, cho nên nghe lời này phải hổ thẹn, đối với ân đức sư trưởng phải tự trách mình, nên sinh lòng hổ thẹn, không nên nghi ngờ hoặc sinh ác tâm. Trong kinh Phật dạy, tuy xuất gia nhưng chưa được giải thoát, đợi giàu được xuất gia cũng không nên tự phụ mình không có điều ác, người tại gia cũng không nên tự cho mình là hoàn toàn không có điều thiện. Và thôi, không nên nói việc ấy nữa, hãy nghe lời Phật dạy trong kinh. Phật bảo đại chúng, các ngươi nên tưởng nhớ ơn sư trưởng, cha mẹ, tuy sinh thân này nuôi dưỡng dạy bảo nhưng không thể làm cho thân này ra khỏi ba đường ác. Lòng từ của sư trưởng rất lớn, khuyến dụ dẫn dắt kẻ sơ cơ cho được xuất gia, rồi chuyển giao cho đại giới tỷ kheo. Đó là tất kẻ sơ cơ đã hoại thai La Hán sẽ sinh quả La Hán, xa lìa đau khổ sinh tử và được yên vui niết bàn. Sư trưởng có ơn đức xuất thế như ấy, ai hay báo đáp. Nếu người nào trung thân hành đạo, đó chỉ là tự lợi chứ chưa phải là báo đáp ơn thầy. Phật dạy, bạn lành trong thiên địa hạ không ai bằng sư trưởng. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe Phật dạy ơn đức sư trưởng nặng như thế, nhưng chúng con chưa từng khi nào phát tâm nghĩ đến, chắc lại có khi sư trưởng dạy bảo còn khi không tin không lãnh, cho đến ngày nói lời thấu táo, sinh tâm phỉ báng ngang ngược thị phi, làm suy đổi chánh pháp. Những tội như thế làm sao thoát được tam đồ khổ báo, vì không ai thay thế. Đến lúc chết rồi vui đi khổ đến, tinh thần thảm não, tâm ý hôn mê, tinh thần không sáng suốt, năm căn tán loạn, muốn đi chân không thể bước, muốn ngồi thân không thể yên, giả sử muốn nghe thuyết pháp tai không thể nghe, muốn xem cảnh đẹp
mắt không thể thấy. Ngay lúc bấy giờ muốn nhớ lại sự lễ sám hôm nay cũng không được, chỉ có những cảnh tượng rùng rợn hung ác trong địa ngục hiện ra mà thôi. Sở dĩ trong kinh Phật dạy người ngu si tự thị không tin tội phước, hủy báng sư trưởng, ghen ghét tật đố, những người như vậy là ma vương trong Phật pháp, là dòng giống địa ngục, tự kết oán thù, chịu đau khổ vô cùng. Như hoa quang tỉ kheo kéo tiếp pháp bí yếu, có một đệ tử thường ôm lầm yêu mạng, hòa thượng dạy bảo không tin không nghe, là lại nói thế này: đại hòa thượng của tôi không nói chi huệ, thường hay tán thán những việc trống rỗng như không, tôi nguyện đời sau không thấy ngại nữa. Người đệ tử ấy từ ngày đó nói pháp phi pháp, nói phi pháp nói là pháp, tuy chỉ cấm giới không hủy phạm, nhưng vì hiểu lầm lời thầy nên sau chết rồi trong một nháy mắt liền đọa a tỳ địa ngục 80 ức kiếp, thường chịu đại thống khổ. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe lời kinh dạy ấy, mọi người há không sợ hãi sao? Chỉ đối với hòa thượng xin một lời ác còn đọa xuống địa ngục a tỳ địa ngục 80 ức kiếp, huống chi là từ khi xuất gia trở đi trở lại cho đến ngày nay, tội lỗi đối với hòa thượng đã sinh ra ác nghiệp vô lượng vô biên, quyết định bỏ thân này đồng tội với người đệ tử kia, sao xuống địa ngục không còn nghi gì nữa. Vì sao vậy? Vì hòa thượng và A Xà Lê thường đem tâm dạy bảo, nhưng chúng con từng đúng như pháp mà tu hành. Đối với các bậc sư trưởng, phần nhiều chúng con hay sinh lầm trái nghịch, hoặc các ngài cung cấp cho mà không tự biết chán biết đủ, hoặc thầy giận đệ tử, hoặc đệ tử giận thầy, trong ba đời sự hỉ nộ vô lượng, những tội như vậy không thể kể xếp trong kinh Phật dạy, sinh một lòng sân oán thủ vô lượng. Những oán thủ ấy được trong những trong dòng bà con hoặc sư đồ đệ tử cũng hiểm hận lắm lắm, lại còn những lúc đồng phẩm chung ở đối với các bậc thượng tọa, trung tọa, hạ tọa, chúng con không thâm tín sự xuất gia pháp viễn ly sinh tử, không biết nhẫn nhục là hạnh an lạc, không biết bình đẳng là đường và bồ đề, không biết xa lìa vọng tưởng là tâm xuất thế. Thầy trò đồng phòng chung ở vì kết phiền não nghiệp chướng nên không hay chống trái chống nhau, tâm phân biệt đột nhiên loạn xạ, nên sở dĩ như vậy mà đời đời không hòa hiệp lại nữa. Người xuất gia hoặc đồng học nghiệp là những người đồng học là những người đồng sư trong ngày ấy, trung học trong những ngày ấy, thấy người thắng tấn, chúng con liền ôm lầm độc hại sân hận vì ganh tị mà không tự biết đó là sức trí huệ đời trước. Cho nên người có phước đức chúng con không có thiện căn, tâm hữu lậu của chúng con hoặc sinh cao hạ hoặc khởi đấu tranh, ít ra ít khi hòa hiệp không thể nhường nhịn. Người giải đức chúng con bạc phước bèn hiểm hợp nhau, mình quấy chỉ đối xấu người hoặc bị ba đập mà sản bán nhau, không có tâm trung tín, không có ý cung kính, không khi nào nghĩ đến điều trái của chúng con, đến khi cao tiếng lời đã đều thô lỗ là điều Phật cấm, những điều sư trưởng dạy bảo cũng không tin, các bậc thượng trung hạ tòa cũng ôm lầm phẫn hận chúng con cả. Vì vẫn hận nên thị phi nhau, thành ra trong ba đường ác phần nhiều đều có oán thù. Thị phi oán thù như thế đều do thầy trò đệ tử chúng con gây ra. Trong lúc đồng học chung ở, thượng trung hạ tòa đều khởi lên niệm tâm hận, tâm sân hận oán thù vì vô lượng. Sở dĩ trong kinh Phật dạy đời này có ý giận nhau, ghen ghét nhau, tật đấu nhau trong một chút, đời sau xấu ấy càng thêm kịch liệt, thành ra oán thù lớn, muốn chi là ý ác ngoan bá trọn đời thì nghiệp báo không sao kể xiết. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đều không tự biết trong lục đạo đã gây oán kết thủ với các bậc sư trưởng thượng trung hạ tòa, oán thủ ấy đều có ngày không cùng tận. Sự oán thủ này không có hình tướng, thời gian chịu khổ không có kỳ hạn, không có kiếp số, không thể chịu được. Vậy nên Bồ Tát Ma Tát xả tâm oán thần, dùng tâm từ bi, tâm bình đẳng mà thông nhất tất cả chúng sinh. Ngày nay đại chúng đã cùng nhau phát tâm bồ đề, phát bồ đề nguyện nên phải tu tập hạnh Bồ Tát, tứ vô lượng tâm, lục đạo, lục ba la mật, tứ hoằng thệ nguyện, tứ nhiếp pháp, đó là sự tu hành căn bản của chư Phật và Bồ Tát đã làm. Như chư Phật và Bồ Tát đã làm, chúng con ngày nay cũng tập làm oán thân bình đẳng hết tẩy không ngại nhau. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, thề phải cứu hộ hết tẩy chúng sinh, khiến các chúng sinh ấy đều được giải thoát, cùng nhau chí tâm đầu thanh đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con nguyện vì hết tẩy chúng sinh, kể từ khi có thần thức trở lại đây, trải qua bao nhiêu đời xuất gia đối với các bậc hòa thượng A Xà Lê mà có oán thù đối với các bậc
đồng đẳng tôn xứng mà có oán thù đối với quyến thuộc đồng học thượng trung hạ tòa, mà có oán thù hoặc đối với người có duyên mà hay vô duyên với Phật pháp, mà có oán thù rộng ra cho đến oán thù ba đời trong tứ sinh nghiệp đạo khắp cùng mười phương, hoặc có oán thù hoặc không phải oán thù, hoặc khinh hoặc trọng, hoặc đối với quyến thuộc của các người oán thù ấy, đệ tử chúng con tên là Phật tử Thanh Tùng Minh Đức Thanh, Phật tử Thủy Dương Diệu Đức Pháp, nếu có tâm oán thù với tất cả chúng sinh trong lục đạo đời đến đời vị lai hay trong hiện tại, chúng con xin chịu quả báo hôm nay, chúng con nguyện xin sám hối trừ diệt hết. Nếu tất cả chúng sinh trong lục đạo mỗi người đều có oán thù với nhau, ngày nay đệ tử chúng con tên là Phật tử Thanh Tùng Minh Đức Thanh, Phật tử Thủy Dương Diệu Đức Pháp, xin ta đem lòng từ bi không phân biệt oán thân khắp vì oán thù ba đời mà cầu xin sám hối, nguyện xin cho chúng sinh ấy xả bỏ oán thân, không còn nghĩ đến điều ác độc để làm hại nhau, không còn ôm lòng độc ác đến với nhau nữa, nguyện xin hết tẩy chúng sinh trong lục đạo cùng đồng xả bỏ oán thân, hết tẩy đều hoan hỉ với nhau, từ nay đã giải oán thù rồi, không còn sân hận nữa mà cung kính nhau, tâm nghĩ báo ơn nhau như tâm chư Phật, như nguyện chư Phật, mọi người đều nhất tâm đảnh lễ quy thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Kiến Hữu Biện Phật, Nam mô Điển Minh Phật, Nam mô Kim Sơn Phật, Nam mô Sơ Tử Đốc Phật, Nam mô Thắng Tấn Phật, Nam mô Minh Tán Phật, Nam mô Kiên Tinh Tán Phật, Nam mô Cổ Túc Tán Phật, Nam mô Ly Vĩ Sư Phật, Nam mô Ứng Thiên Phật, Nam mô Đại Đăng Phật, Nam mô Thế Minh Phật, Nam mô Diệu Âm Phật, Nam mô Dị Thượng Công Đức Phật, Nam mô Ly Ám Phật, Nam mô Bảo Thắng Phật, Nam mô Sơ Tử Pháp Phật, Nam mô Diệt Quá Phật, Nam mô Dị Cam Độ Phật, Nam mô Nhân Nguyệt Phật, Nam mô Dị Kiến Phật, Nam mô Thăng Nghiêm Phật, Nam mô Sâu Minh Phật, Nam mô Sơn Cảnh Phật, Nam mô Thanh Ứng Phật, Nam mô Hợp Pháp Thế Giới Phật, Nam mô Huệ Tượng Bồ Tát, Nam mô Thường Bất Ly Thế Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lại vì như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo nguyện xin nhờ Phật được pháp lực hết thảy hiện ánh được cả kia qua vô lượng oán thù ba đời hoặc oán thù hoặc không phải oán thù ba, hết thảy chúng sinh trong hư không pháp giới đều phát án sám hối cởi mở oán kết, tất cả oán thù đều xả bỏ, không còn phân biệt oán thân, tất cả đều hòa hiệp như nước với sữa, tất cả đều hoan hỉ như ở sơ địa, tất cả đều vô ngại như không, từ nay cho đến ngày thành Phật, hàng làm bà con Phật pháp quyến thuộc tử bi như chư Bồ Tát. Lại nữa, chúng con xin nhờ công đức nhân duyên lễ bái sám hối hôm nay để cởi mở oán kết, nguyện xin chư vị hòa thượng cấp bậc A Xà Lê đồng đảng tôn xứng, các vị đồng học và hết tẩy quyến thuộc của các bậc thượng trung hạ tòa có oán thân, cho đến chúng sinh trong bốn loại sáu đường mỗi mỗi đều có oán thù ba đời chưa được giải thoát ngày nay, hoặc còn ở trong thiên đạo, ở trong thiên đạo hoặc ở trong A Tu La đạo, hoặc ở trong địa ngục đạo, còn ở trong ngạ quỷ đạo, còn ở trong súc sinh đạo, còn ở trong nhân đạo, hay ở trong bà con quyến thuộc mười phương ba đời oán thù như vậy, hoặc oán thù hay không phải oán thù mỗi người ấy và bà con quyến thuộc của các người ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tất cả tội chướng nguyện đều tiêu diệt, tất cả oán thù hoàn toàn giải thoát, kiến tập phiền não hằng được thanh tịnh, tránh xa bốn ác tu tự tại thọ sinh, niệm niệm giải thoát tâm tâm tự tại, sáu ba la mật đầy đủ trang nghiêm, hạnh nguyện thập địa hoàn toàn viên mãn, được trí mười trí lực của Phật, thần tâm vô ngại, chứng quả bồ đề, thành bậc chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng biết rõ đây là vì oán thân ba đời, vì oán thù ba đời mà giải oan kết, giải oan thích kết rồi, từ nay trở đi riêng từng cá nhân phải tự trong sạch, phải hết lòng cùng nhau tự xét vì sao mà không được giải thoát, nghĩ về trước không được thấy Đức Phật đối diện thọ ký trong mình, suy về sau cũng phải nghĩ không, cũng không nghe được một pháp âm của Phật phô diễn, bởi vì tội nghiệp sâu dày oán kết kiên cố, cho nên không những không thấy Phật đời trước Phật đời sau mà các vị Bồ Tát và hiền thắng mà còn sợ e không nghe được âm thanh truyền hưởng vang dội của tam tạng kinh điển nữa là khác, xa cách Phật pháp thì ác đạo và thủ án không ra đâu mà giải thoát, bỏ thân mạng này rồi chìm xuống biển khổ luân chuyển ba đường trải khắp ác thú, biết bao giờ trở lại được thân người, suy nghĩ như vậy mới thật là đau khổ, tâm tư như vậy mới thật là khổ trí. Chúng con được hạnh phúc may mắn mong nhờ thần phong của Phật
nên các ái thân tử xả ra ly tục, không còn tưởng nhớ gì nữa, há không tranh thủ thời gian để cầu giải thoát. Nếu có ý chí không kiên cường, quyết liệt chịu khổ, không lòng lo sợ, phạt được thân tâm trọng bệnh, tâm thân trung ấm hiện ra, thì ngưu đầu ngục tốt la sát, a bàng hình tướng dễ sợ, thình lình tìm đến, gió phong đau xẻ thân, tinh thần sợ hãi toán loạn, bà con khắp lóc cũng không hay không biết. Ngay lúc bấy giờ sinh một niệm thằng thiện tân, cầu lễ sám ngày nay cũng không thể được, chỉ vì vô lượng đau khổ trong ba đợt ác hiện ra. Ngày nay đại chúng đều phải nỗ lực tu tập cho kịp thời, nếu cứ tùy ý phóng túng thì ý chí hướng thượng phải chậm trễ, cho nên cố gắng chịu khổ và dũng mãnh tiến lên. Vì thế trong kinh có dạy từ bi là đạo tràng, là vì nhẫn nhịn chịu khổ vậy, phát tâm tu theo đạo tràng thì mọi việc đều xong xuôi. Vậy nên biết vạn thiện được trang nghiêm đều nhờ cố gắng nhẫn nại, cũng như muốn qua bể cả phải nương nhờ ghe thuyền. Nếu có tâm cầu an vui mà không làm việc gây nhân cầu an vui thì không thể có kết quả an vui. Lý và sự phải đi đôi với nhau. Người hết lương thực mà chỉ mơ tưởng cao lương vĩ vị, tưởng suông như vậy nào có ích gì cho đến cho sự đói khát. Cần phải làm thế nào cho có cao lương vĩ vị thật sự mới được. Vậy muốn cầu có quả tốt đẹp nhiệm màu, quyết phải lý và sự đồng hành, không thể thiếu một. Đại chúng cùng nhau sinh tâm tăng thượng, phát ý hổ thẹn mà sám hối tội diệt, giải các oan kết trái với sự mê mở theo thói cũ, như ngày nào tỏ ngộ. Nếu mọi người đều giải thoát thì ta còn trầm luân thì ăn năn không kịp. Đại chúng nhất tâm đầu thành đảnh lễ quy thế gian đại từ bi phụ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Định Nghĩa Phật, Nam Mô Thí Nguyện Phật, Nam Mô Bảo Chúng Phật, Nam Mô Chúng Phật Phật, Nam Mô Du Bộ Phật, Nam Mô An Ổn Phật, Nam Mô Phát Tài Việt Phật, Nam Mô Thượng Tôn Phật, Nam Mô Cực Đạo Đức Phật, Nam Mô Thượng Sư Tử Âm Phật, Nam Mô Lạc Kỹ Phật, Nam Mô Long Minh Phật, Nam Mô Hoa Sơn Phật, Nam Mô Long Nghỉ Phật, Nam Mô Hương Tự Tại Vương Phật, Nam Mô Đại Danh Phật, Nam Mô Thiện Lực Phật, Nam Mô Đức Man Phật, Nam Mô Long Thủ Phật, Nam Mô Thiện Hành Ý Phật, Nam Mô Dân Sáng Nghiêm Phật, Nam Mô Chí Tăng Phật, Nam Mô Vô Lượng Nguyệt Phật, Nam Mô Thượng Nữ Phật, Nam Mô Nhật Minh Phật, Nam Mô Dược Vương Bồ Tát, Nam Mô Sở Tràng Bồ Tát, Mô Viên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo đệ tử chúng con tên là Phật Tử Thanh Tùng Minh Đức Thanh Phật Tử đều được toát tích tập tội chứng sâu dày hơn đại địa, bị vô minh che lấp tâm tánh trong đêm dài mờ mịt do ba độc mà tạo nhân thủ án nên mê muội chìm sâu trong ba cõi không có ngày ra ngày nay. Nhờ có sức từ bi của chư Phật chư đại Bồ Tát mới mong giác ngộ, sinh tâm hổ thẹn trí tỉnh cầu xin tỏ bày sám hối, nguyện xin Bồ Tát chư đại Bồ Tát rũ lòng từ bi thấu nhiếp chúng con, đem sức đại trí huệ, sức bất tư nghị, sức vô lượng tự tại, sức hàng phục tứ ma, sức diệt trừ phiền não, sức giải oan kết, sức độ thoát chúng sinh, sức an ổn chúng sinh, sức giải thoát địa ngục, sức xúc tế độ ngạ quỷ, sức cứu vớt súc sanh, sức nhiếp hóa Atula, sức nhiếp thọ nhân đạo, sức tận chư thiên hữu lậu, sức vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên trí huệ. Nhờ những sức lực ấy khiến cho các chúng sinh có oán thủ trong bốn loài sáu đường đồng đến đạo tràng, họ lãnh sự sám hối của chúng con ngày hôm nay. Chúng con tên là Phật Tử Thanh Tùng Minh Đức Thanh, Phật Tử Thủy Dương Diện Tức Thoát, xả bỏ tất cả sự oán thủ, không còn tư tưởng oán thủ, những nghiệp oán thủ đã kết này đều được giải thoát hằng lìa tám nạn khổ, không còn bốn ác tu, thường gặp được chư Phật, nghe pháp ngộ đạo, phát tâm bồ đề, tu nghiệp xuất thế, tứ vô lượng tâm, sáu ba la mật, hết lòng tu tập, hết tẩy cả nguyện đều được viên mãn, đồng lên tập địa, đồng vào kim cang, đồng thành chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên nhận thấy rằng oán thủ theo nhau đều do ba nghiệp, đoạn này đoạn con người tu hành phải chịu khổ báo, có chứng đạo quả đã biết nguồn gốc đau khổ đều do ba nghiệp thì phải sống mãnh diệt trừ ba nghiệp điều thiện thiết yếu dùng để diệt khổ, tuy chỉ có phương pháp sám hối. Cho nên trong kinh Phật khen ngợi rằng ở đời có hai hạng người mạnh nhất, một là hạng người không có tạo tội, hai là người tạo tội rồi mà biết ăn năn sám hối. Ngày nay đại chúng muốn sám hối thân tâm đều phải trong sạch, y phục chỉnh tề, sinh lòng hổ thẹn, buồn thảm áo não, sinh hai niệm tâm thì tội gì cũng diệt, phước gì cũng sanh.
những gì là hai? Một là biết khổ, hai là biết thẹn. Khổ là biết xấu hổ với trời, thẹn là thẹn thùng với người, khổ là tự mình hay sám hối diệt trừ các oán thù, thẹn là hay dạy người cởi mở các sự trói buộc, khổ là hay làm các điều thiện, thẹn là hay tùy hỷ các việc thiện của người, khổ là tự xấu hổ trong tâm, thẹn là pháp đồ tỏ vẻ tội lỗi với người. Nhờ hai pháp ấy mà người tu hành được pháp an vui vô ngại ngày nay, đã sinh tâm đại hồ thẹn làm lễ đại sám hối, nên phải hết lòng xin tứ sinh lục đạo. Vì sao vậy? Vì trong kinh Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều là bà con quyến thuộc với nhau, hoặc đã từng làm cha mẹ, hoặc đã từng làm sư trưởng cho đến, hoặc đã từng làm anh em, chị em với nhau, hết thảy chúng sinh đều như nhau. Bởi vô minh che lấp chân tánh nên không biết nhau, vì không biết nhau nên sinh ra xúc não và oán thù nhau mãi mãi. Ngày nay đại chúng đã hiểu được ý việc ấy, nên phải hết lòng thành khẩn tha thiết dụng tâm, quyết khiến một niệm tâm của mười phương Phật, một lạy đoạn trừ vô lượng oán thù đại chúng, nhất tâm đầu thành đảnh lễ quy thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Định Ý Phật, Nam mô Vô Lượng Hình Phật, Nam mô Minh Chiếu Phật, Nam mô Bảo Tướng Phật, Nam mô Đoạn Nghi Phật, Nam mô Thiện Minh Phật, Nam mô Bất Bộ Phật, Nam mô Giác Ngộ Phật, Nam mô Ma Tướng Phật, Nam mô Sơn Chủ Vương Phật, Nam mô Đại Vai Đức Phật, Nam mô Vĩnh Kiến Phật, Nam mô Vô Lượng Thanh Phật, Nam mô Bảo Thiên Phật, Nam mô Chú Nghĩa Phật, Nam mô Mạn Ý Phật, Nam mô Đẳng Tán Phật, Nam mô Vô Ý Phật, Nam mô Vô Cấu Phật, Nam mô Phạm Thiện Phật, Nam mô Hoa Minh Phật, Nam mô Thân Sai Việt Phật, Nam mô Pháp Minh Phật, Nam mô Tận Kiến Phật, Nam mô Đức Tịnh Phật, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Bổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy như vậy mười phương tận ư không giới, hết tại Tam Bảo nguyện xin Tam Bảo đồng gia tâm nhiếp tọa chúng con. Chúng con tên là Phật tử Thanh Tổng Minh Đức Thanh, Phật tử Thủy Dương Diệu Đức Quát, cầu xin những điều tội lỗi đều sám hối, đều xin tiêu trừ, đều được thanh tịnh giải nguyên. Xin cho những người đồng sám hối hôm nay, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tất cả oán thù đều được giải thoát, tất cả thống thống khổ đều được tiêu diệt hoàn toàn, kết tập phiền não hàng được thanh tịnh, xa lìa bốn ác tố, tự tại thọ sinh đích thân hậu hạ chư Phật, được Phật thọ ký lục độ tứ đẳng nhất tời đồng tu, đủ bốn biện tải, được người mười sĩ lực hướng tốt nghiêm thân, thẳng thâm vô ngại vào kim can tâm, thành bậc chánh giác tử bi đạo tràng sám bát, hết quyển thứ năm, hết Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Tâm. Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Giới Kết Ngũ Ẩn Gia Tâm Độ Nhất Kết Cổ Ác Xá Lại Đổ Sao Quán Thị Không Không Bố Trị Sắc Không Không Bố Trị Sắc Thọ Đồng Ngành Tư Thể Cổng Tư Thị Xá Lại Đổ Thị Trị Không Thống Bất Thanh Bất Diệt Bất Câu Bất Tịnh Bất Tâm Bất Thẩm Thị Cố Không Cùng Bồ Tát Bồ Đồ Nhãn Ý Thể Thể Tâm Ý Bồ Tâm Nhưng Vị Xúc Pháp Bồ Nhãn Tôn Nai Trị Bồ Ý Thức Sơ Bồ Bồ Minh Diệp Bồ Bồ Minh Tận Nai Trị Bồ Lá Thử Bồ Lá Thử Thầm Bồ Cầu Thầm Quyền Nam Bồ Bồ Nê Nhã Ba La Mật Đa Cố Lá Khai Nội Ba La Tâm Địa Tâm Bồ Đề Cố Trị Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đà Thần Chú Thị Đà Minh Chú Thị Vô Thần Thần Chú Thị Vô Đẳng Nhất Thiên Trời Thần Thần Bất Tử Cố Thiết Các Thiên Ba La Mật Đa Thức Chú Thiết Thiết Tên Nê Ba La Hết Nê Ba La Thông Hệ Thất Ba La Ba La Bát Nhã Ba La Mật Đa Hết Nê Nê Ba La Hết Nê Ba La Thông Nhất Thế Bồ Đề Tháp Ba Thiên Ba La Bát Nhã Ba La Mật Đa Hết Nê Nê Ba La Hết Nê Ba La Thông Nhất Thế Bồ Đề Ba La Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các hương linh y thủ tam mộc, hương linh đất tổ kỳ viên bách gia trăm mỏ, hương linh anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bà tử nạn nam nữ hương bông lai đá phật tiền, hương linh đất tổ kỳ viên họ nguyễn khắc, họ nguyễn văn, họ nguyễn như, họ nguyễn hòa bùi, hòa bà trương, hòa vũ, hòa vàng, hòa chu, hòa dần, hòa vấn, hòa đằng, hòa dẫn, hòa đoàn, hòa đinh, hòa lê, hòa kiều phẩm, hòa đăng, hòa đỗ, hòa trừ, hòa phùng, hòa khuất, hòa thi, hòa triều, hòa báo, hòa lưu, bách gia trăm mỏ, tiền chủ, hòa chủ tâm như loài cô hồn, hòa quỳ sa bản phất nơi đây, và các quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu hình và vô hình. Nếu có ai thấy nghe được phát tâm bồ đề, hết mong báo thần này đồng sanh cõi cực lạc, hướng lên anh hùng chiến sĩ các vị chư thiên 33 cõi trời hộ pháp thường trụ tam bảo nguyện cầu vãng sinh tịnh bộ, người đến trước đứng trước, người đến sau đứng sau, ngay ngăn chỉnh thể xi mi lễ mão y phục, chắp tay cúi đầu đảnh lễ, hướng lên như vân tật, hướng lên nguyễn thể diệu hợi nhất tâm hôm nay về đây nhất tâm cúi đầu đảnh lễ tu học vật đạo, người đến trước đứng trước, người đến sau đứng sau, ngay ngắn chỉnh thể xin mi lễ mao y phục, chắp tay cúi đầu đảnh lễ. Nam mô cầu sa môi từ phụ a di đà phật, thế tôn nguyện vãng sinh tây phương cực lạc, vô
Nam mô cầu sa môi tự phụ a di đà phật thế tôn nguyện vãng sinh tây phương cực lạc vua. Nam mô cầu sa môi tự phụ a di đà phật thế tôn nguyện vãng sinh tây phương cực lạc quốc vãng sinh tịnh độ thần chú. Nam mô a di đà la 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 a la le a di đi ra đi ca la 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 di đi ra ra na di ra ca le ta ma ha la mu a di ra 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 di ra ra di đi ro a di a di đi ra lan na ma di a di đi a la le a di đi ra đi ca la 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 di đi ra ra na di ra ca le ta ma ha la mu a di ra 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 di ra ra di đi ro a di a di đi ba di a di đi ra đi ca la le a di đi ra đi ca la 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 di đi ra ra na di ra ca le ta ma. Các vị hãy lắng nghe tôi đây, nhất tâm đồng tâm nhất tâm mà rời bỏ vô minh chấp ngã, giả bỏ oán thân cửu oán, nhất tâm tu học mật đạo rời bỏ vô minh chấp ngã, không còn trong lục đạo luân hồi đau khổ ba đường thống khổ. Nhất tâm hôm nay về cảnh giới Đức Phật, tu học mật đạo niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà thân kim sắc tướng tốt quang minh tưởng năng nghiêm năm tu di chuyển truyền bạch hào bốn biển lớn trong ngần mắt biết trong hào quang hóa vô số Phật vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sinh chín phẩm xem bàn nên giải thoát quy mạng lấy A Di Đà Phật ở phương tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện phát sinh cuối xin đức tử vi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật 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 A Di Đà Phật
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Âm Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí, Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát, Nam mô Hải Chung Bồ Tát. Tám bổ nguyện tất cả lễ kính dự vật như giả sân tán từ lai tam giả hoàng tu cũng giả nếu giả sám hối nghiệp chướng nếu giả thì hỉ công đức lâu giả thì niệm pháp luân tất giả thì ba chư thế người là tam kiểu giả hoàng tam chúng sinh giả khổ dài hồi hướng tổng kinh dương hàm bài sám quyển thứ năm lai tốt lành vô biên phước đức sẵn sàng chúng sinh nguyện cho tất cả hàm linh thảy được điều huyền nguyện tiêu ba chứng đắc phiền được nguyện trí tuệ phát triển vô minh nguyện trừ đồ chứng điều linh hạnh lành bồ tát tưởng tinh tấn làm nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm hoa sen chứng phẩm là hàng mãi xa hoa nở thích và tiến ra vô sinh chức ta thánh hiền nguyện đem công đức hiện tiền hướng về khắp cả các miền gần xa con bà chăn ông bà chúng sinh trang ngộ chan hòa pháp thân quy phần nếu nguyện chúng sinh thế gian đặng ô thượng tử quy phần thành đâu ra tình trạng chi vậy như hải tử quy tăng đương nguyện chúng sinh tâm ly đại chúng tất tẩy vô ngại quả nam thanh chúng nguyện sĩ tử công đức phổ cập ơn nhất thiết ngã đẳng sinh giai cộng thành phật đạo a di đà phật.